Mời các bác xem quá trình công tác chuẩn bị đổ bê tông. Đây là đường ống đặt từ ngoài đầu ngõ vào. Sau một thời gian chờ đợi dài, chúng tôi đã được chủ nhà cho phép đổ bê tông. Xe bom đang chờ đây, nó vào xong. Công trình chúng tôi làm là theo công nghệ châu Âu U-Beam, tòa nhà chung cư mini 6 tầng. Chị chủ nhà đang ngó đây. Đây là quang cảnh bắt đầu vào. 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, 6 tầng. Những cái tu. Thì chúng tôi đang xây tấm được đến tầng 4 rồi. Ống bơm đã được để sẵn chờ sẵn. Quang cảnh tầng 1 đây. Của chúng tôi không sử dụng cốt pha gỗ, đâm ra là công trình khá là gọn gàng, sạch sẽ. Đây nó còn đang tầng 1 ướt nước. Bậc thì chúng tôi đã xây đây. Đây là quang cảnh tầng 2.